nhằm giúp cho các học sinh trung học phổ thông có cơ hội tiếp xúc gần hơn với môi trường đại học, đồng thời có được những thông tin đầy đủ, chính xác nhất về Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên. Về công tác đào tạo và thông tin tuyển sinh năm 2015 của nhà trường, ngày 11 tháng 1, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội mở trường University Open Day 2015 dành cho các học sinh trung học phổ thông và các bậc phụ huynh. Là năm thứ 3 liên tiếp tổ chức ngày hội mở trường University Open Day cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo, nên ngày hội mở trường University Open Day 2015 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đã thực sự trở thành ngày hội lớn, không chỉ của riêng cán bộ giảng viên và sinh viên nhà trường, mà còn của rất nhiều giáo viên, phụ huynh và gần 1.900 lượt học sinh đến từ 32 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn. Tại ngày hội, các đại biểu, các bạn học sinh và khách tham quan đã được tham gia rất nhiều các hoạt động sôi động của ngày hội mở trường, như tham quan các khu phòng chuyên môn, phòng chức năng, hòa mình vào các hoạt động văn hóa văn nghệ của sinh viên nhà trường. Cùng với đó, trên 20 gian trưng bày về thành tựu và định hướng đào tạo của nhà trường đã được thuyết trình trực quan bằng mô hình thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh bậc trung học phổ thông. Sự đa dạng phong phú của các hoạt động tại ngày hội cùng không khí tưng bừng, náo nhiệt đã mang đến một ngày hội mở trường đầy màu sắc, mang nhiều điều hữu ích cho phụ huynh và các bạn học sinh tới tham dự. Qua cái ngày Open Day này ấy, thì nhà trường chúng tôi ấy, là muốn cho các em học sinh phổ thông ấy, là biết thế nào là một trường đại học. Và biết bằng chính con mắt của các em, bằng chính nhận thức của các em thông qua cái việc mà các em đến dự ngày Open Day đối với nhà trường, thông qua các cái việc mà các em đến thăm các cái hội trại, thăm toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường cũng như tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ của nhà trường. Qua những trại như thế này thì em chẳng như là trại khoa điện thì em thấy là nó rất thực tế và bổ ích đối với bọn em, bởi vì bọn em là năm cuối rồi thì có rất nhiều khó khăn cho bọn lựa chọn về trường đại học của mình tương lai. Em thấy là nó có rất nhiều những ứng dụng thực tế, nó có một phần nào đó thì giúp chúng em được chọn lựa được trường nhiều hơn và định hướng cho cái ngành của em sau này. Thật sự là em chưa bao giờ nhìn thấy một cái thư viện sách nó lại lớn đến như vậy và chứa đựng rất là nhiều sách, và đến các khu trung tâm thì nhìn thấy những trang vật dụng thiết bị rất là hiện đại ạ. Và sắp tới thì em có dự tính tháng 3 để đăng ký các trường đại học mà mình tham dự, thì có thể là Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên là một sự lựa chọn rất là sáng suốt trong việc tiến tới tương lai của em ạ. Đặc biệt, cùng với nhiều hoạt động nằm trong ngày hội mở trường năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong trường đại học và cao đẳng. Đây là diễn đàn để các nhà trường và cá nhân điển hình trao đổi phổ biến những cách làm hay, kinh nghiệm tốt trong việc đổi mới dạy và học ngoại ngữ ở đơn vị mình, đồng thời là cơ hội để các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo đối thoại trực tiếp về định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Việc học ngoại ngữ là hết sức quan trọng. Thế và cái ngày Open Day năm nay đấy, chúng tôi làm cùng với cái hội thảo tập huấn về xây dựng mô hình điển hình về dạy và học ngoại ngữ trong các trường đại học và cao đẳng là có một cái ý nghĩa rất là lớn để cho các cái trường phổ thông cũng nhìn nhận được là cái đề án ngoại ngữ 2020 nó không dừng ở các trường đại học, mà đối với phổ thông và đại học là nó phải có một cái mối liên kết với nhau hết sức là chặt chẽ. Trong năm nay khi tôi đến trường thì chúng tôi được tham dự một cái hội thảo về đề án dạy học ngoại ngữ đến năm 2020, và nó là một cái cơ hội rất tốt để cho các giáo viên phổ thông của chúng tôi có cơ hội được trao đổi kinh nghiệm cũng như được nói lên cái tâm tư, nguyện vọng của chúng tôi, những khó khăn mà chúng tôi mắc phải. Và quan trọng hơn nữa là chúng tôi cũng có tạo được sự gắn kết với các trường đại học cao đẳng trong cái việc dạy và học tiếng Anh. Kỳ tuyển sinh năm 2015, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên xét tuyển gần 2.000 chỉ tiêu vào 8 khoa chuyên môn. Các thí sinh có nguyện vọng học hệ đại học chính quy tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên có thể sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông của một trong 4 tổ hợp các môn thi Toán ngữ văn tiếng Anh, Toán lý hóa, Toán lý tiếng Anh hoặc Toán hóa tiếng Anh. Bởi vậy, thông qua ngày hội này, chắc chắn các em học sinh trung học phổ thông sẽ có thêm thông tin cần thiết, quan trọng để tự tin đăng ký dự thi vào trường và ngành học phù hợp với bản thân và xã hội thực sự có nhu cầu. Trong năm học 2014-2015, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên cũng sẽ tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục đại học theo mô hình của các nước tiên tiến và nâng chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp.